Chào anh em, đã quay trở lại với kênh đồ nghề của em. Hôm nay em có ít món đồ Nhật lên cái video số 12. Và anh em nào thích món nào thì liên hệ em nha. Số điện thoại của em nè 0334 830 843. Giới thiệu anh em đầu tiên là cây dao Nhật. Cây dao nội địa của Nhật nha anh em. Này thép nó rất là dày, độ khoảng 7 mm nha, độ dày. Kích cỡ của cái lưỡi này là 85 8.5 cm. Cái bao nó cũng là bằng gỗ luôn. Khá là đẹp. Tổng chiều dài là 21 cm. Con dao này có mã là 1201, giá 350.000. Đây lưỡi còn nguyên. Tiếp theo là một cây đo nhiệt độ của nước. Đây. Đây là nhiệt độ trung bình môi trường. Khi mà đo vô nước sôi thì nó sẽ tăng lên. Đây, cái nút này nó hơi cứng tí. Nút hơi cứng tí. Đo nhiệt độ có mã là 1202, giá bán 200.000. Đây là nó xài một viên pin. Đây viên pin này mình có thể mua ở bên ngoài. Okay. Đây là một cây cây cưa hay cái gì cũng không rõ nữa. Đây nó có cái bao rất là đẹp. Lưỡi nó là như lưỡi cưa vậy nè. Đây nhưng mà cái mặt này là nó bo tròn bầu. Kích thước đây, lưỡi của nó là 9 cm. Cưa có mã 1203, giá 150.000. Tiếp theo là một cây hước cuộn. Hước cuộn 10 m. 10 mét của Nhật Tajima. Đặc biệt là dây nó bằng dây thép nha anh em. Dây thép. Đây, dây thép cứng này. Đó. Còn rất là đẹp. Chữ đâu còn nguyên hết. Đây Tajima. Đây còn đẹp nè. Chưa có bay màu sơn. Hước cuộn 10 m. Có mã là 1204, giá 150.000. Tiếp theo là một cây hước đo góc của Shinhwa.
Shinwa Japan, Made in Japan, còn rất là đẹp. Đây, rất là mới luôn. Ước đo góc, đo độ, dường như mình kê vô cái đồ là mình biết bao nhiêu độ, là mộc đó hay sử dụng. Ước ước đo góc có mã là 1205, giá 250.000. Tiếp theo là ba cái tượng linh vật của Nhật. Này nó trong hàng Nhật về nha anh em. Đây là cái tượng con rồng. Hai cái tượng của con lừa, lừa hay ngựa, con ngựa. Đôi ngựa. Và một tượng con cừu. Đây con cừu. Nó rất là nặng nha anh em, khá là nặng luôn. À, bằng thép, bằng sắt nha, bằng sắt. Ba cái tượng có mã là 1206, giá 450.000. À, hôm nay mình về được mấy cái bình nước nha, bình đựng nước của Nhật nè. Nay về được 4 cái bình nữa, bình đựng nước của Nhật. Là cái hàng này là nơi sản xuất nè, China, như cái này là của China, nó xuất qua thị trường Nhật nha, tiêu chuẩn là của Nhật. Đây rất là dày luôn, bằng inox, bình còn mới lắm. Này như mới, gần như là chưa sử dụng á. Đây là cái quai luôn nè. Cái bình này nó của hãng Demon. Đây. Này kích thước nó nè, 30. Bình này là 800 ml. 800 ml nha anh em. Có mã là 1207. 1207 bình 800 ml là 250.000. Còn bình này là của hãng này, đây tên nó nè. Cũng 800 ml luôn, bằng bằng cái bình này. 1208 250.000 luôn. Đây nắp. Bình nước nha, mình mở ra uống. Đây, bình còn mới. Mới tinh vậy. Chưa sử dụng. Đây là tên của cái hãng nè, thị trường Nhật, mã 1208, 250.000. Hai bình này bằng nhau này. Tiếp theo cái bình này là to hơn. Bình này là của hãng đây, Demol. Bình này 1,5 lít, 1,5 lít nước nha. Đây nó có khóa. Đó. Đóng lại thì khóa lên, bật không được. Muốn mở thì anh em kéo xuống, bật lên. Chế nước nè. Này, còn rất là mới luôn. Bình này là cũng chưa sử dụng. Nè, hình như chưa sử dụng nè. Bình này chứa 1,5 lít nha. Rất là to luôn. Đây. 9 cm đường kính.
chiều dài nó là 33 cm. Bình này có mã là 1209, 300 ngàn. Tiếp theo là một cái bình của Yushi, này là Thái Lan sản xuất dành cho thị trường Nhật. Đây 1 lít, bình này đựng được 1 lít nước, tay còn mới luôn, chưa sử dụng. Cái bình này thì nó có cái này như là cái ly mình uống nước nha, mình bật ra mình chế nước vô mình uống bằng này. Đây bên trong nè, mới tinh luôn, chưa sử dụng. Trên bật nè, mình quên nhấn nút lại thì mình đậy, cứ đậy vô nó sẽ tự động nó đóng lại. Kích thước đó nè 26 cm, đường kính là 8.5, 9 cm, bằng inox hết nha. Toàn bộ 4 bình này là bằng inox theo tiêu chuẩn Nhật hết á. Bình cuối cùng này có mã là 1210, giá 350 ngàn. Đây cái logo rất là đẹp luôn. Rồi cái video hôm nay là video số 12, mình kết thúc nha. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.